Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nắng vàng lại chiếu rọi khắp các tỉnh miền Bắc. Vào trưa chiều cảm giác nóng xuất hiện với nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Các tỉnh đồng bằng có nhiệt độ là 35 độ. Trong khi đó ở miền Trung, mưa dông lại xuất hiện nhiều. Mưa tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào Bình Định. Lượng mưa ngày và đêm nay sẽ phổ biến từ 15 cho đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa cũng tiếp tục đưa ra cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, với thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 15 cho đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Về nền nhiệt độ tại Tây Nguyên, cao nhất ngày từ 28 đến 30 độ, các tỉnh Nam Bộ mức nhiệt vào trưa chiều từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trở lại những thông tin thời tiết các thành phố lớn. Thủ đô Hà Nội có nắng từ sớm và khá gắt vào trưa chiều, gây cảm giác nóng nực với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35 độ. Đến tối và đêm trời dịu mát hơn, nhiệt độ thấp nhất hạ về 27 đến 28 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới gây mưa, nên trời phổ biến mây nhiều. Mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày và tăng hơn vào chiều tối. Do đó, quý vị cần chủ động mang theo áo mưa khi lưu thông ngoài trời. Trời có mưa mát nên mức nhiệt cao nhất ở Đà Nẵng chỉ từ 31 đến 32 độ. Chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh nên thành phố Hồ Chí Minh cũng dự báo có mưa nhiều. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối, cục bộ có mưa lớn nên quý vị cần đề phòng khả năng ngập úng ở một số tuyến phố. Còn trong ngày trời có hửng nắng gián đoạn, biên độ nhiệt ngày đêm ở thành phố vẫn duy trì ổn định, dao động trong khoảng 27 đến 32 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!